cả nhà. Nguyễn Thảo, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Kim Anh làm cái livestream này tức đầu tiên, nhìn chị vẫn mượt, nhờ chị nhờ, cảm ơn em, chị vẫn mượt mà em, đâu đến nỗi xấu xí đúng không? Hello, xin chào 1.000 người đang coi cái livestream này nha. Thật ra hôm nay Kim Anh muốn làm cái livestream này để Kim Anh chia sẻ với cả nhà về cái vấn đề vừa rồi vừa xảy ra, tức là bên nhà Kim Anh có rất là nhiều khách hàng đã chọn yến xào bủ lông để mua về cho các cháu dùng, đó là yến em bé. Hôm nay Kim Anh nói luôn để cho các bạn đỡ phải suy nghĩ nha. Thứ nhất á, là lý do tại sao mà thời gian vừa qua khách hàng đặt đặt yến em bé này, đặt yến người lớn mà bên Nhật Kim Anh nó không 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 có hàng. Thứ nhất á, là hàng bên Nhật Kim Anh đó, đây nè, cho cả nhà coi luôn, lấy máy hủ ra đây. Cả nhà biết không, khi mà em uống hết rồi hả? Nó uống hết rồi. Nói chung là nhân viên cho nhân viên uống hết, là lý do tại sao, bởi vì khi em chưng yến cho em bé em rất là kỹ, thì khi mà chưng yến vừa qua đó, khách hàng mua mua yến, đặt yến em bé và đặt yến người lớn để dùng á, thì yến em bé bên Kim Anh nha, yến em bé và yến người lớn luôn đúng không em? Cả hai loại yến không có hàng là bởi vì như thế này, đây là lý do nguyên nhân tại sao mà bên công ty yến xào Bửu Long không có hàng, là bởi vì lần đầu tiên em kể nha, hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á là mấy chị nhân viên mới bên em, dạ chị ấy là khi mà mình chân này nè là đủ chất lượng, là từ xưa giờ đủ chất lượng rồi, thì mới có mấy chị nhân viên mới, thì chị có nghĩa là chị không có nhớ cái quy trình á, thì chị vặn cái, thay vì ví dụ như là cái nhiệt độ mình chân á là ví dụ em ví dụ thôi nha là 30 ví dụ vậy, thì chị á lại tăng lên là thành 35 ví dụ vậy, quất lên 35. Cuối cùng yến em nó lỏng le lỏng lét như vậy nè, trời ơi, đây nè, mấy ngàn hũ em cho nhân viên dùng hết luôn đó, cả nhà coi tưởng tượng được không, là em bị, nói chung là em bị lỗ một cách khủng khiếp đó. Đó là coi như là nguyên cái lô hàng này lần đầu tiên khi mà tụi em chưng á là coi như bỏ hết, không không bán cho khách hàng, bởi vì nó không đúng quy chuẩn. Cả nhà thấy không, nó lỏng le lỏng lét như vậy nè, làm sao mà em dám bán cho khách hàng đó. Rồi tiếp một lần nữa, thì khách hàng của em sau khi mà em bỏ hết cái lô đầu tiên em chưng đó rồi, thì em làm cái lô thứ hai. Dạ thưa, cái lô thứ hai yến của em quy chuẩn của em một hộp như vậy là 20 g yến, là 100% yến nha, không pha trộn bất cứ cái gì, 100% gam yến. Thì cả nhà có biết không, là mấy chị ấy không bỏ 20 g yến mà mấy chị ấy bỏ tới 23 g yến. Oh my god. Có nghĩa là thay vì em bỏ chỉ có 20 gram yến thôi là nó vừa đúng để mà em bé uống, là nó vừa đủ cái độ độ đậm đặc và vừa đủ, thì mấy chị ấy quất cho em là 23 gram yến trong một hũ như thế này. Em vừa lỗ yến mà em vừa nói chung là bị khách hàng comment là tại sao yến đợt này đặc quá, cứng ngắc vậy nè, đó không không nhúc nhích được luôn. Trời ơi, tôi khổ tâm hết sức. Nói chung cái năm nay á, là Kim Anh bị xui cái gì mà không hiểu, xui cái gì mà xui tè le học me, xui mà không thể nào, có nghĩa là nhắm mắt mở mắt ra là đủ thứ chuyện xảy ra. Cho nên cả nhà biết không, là yến này tuy rằng là nó đặc nha, cả nhà thông cảm giùm em, cái chuyến này á, là mấy chị ấy quất cho em là đặc 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 quá, nhưng mà đặc ở đây là em lỗ chứ không phải là mấy chị lỗ. Lỗ ở đây là tụi em bị bỏ nhiều yến hơn, thay vì nó là 20 gram, trên giấy tờ của em ghi 20 gram rất rõ ràng, 20 gram yến tươi là yến nguyên chất 100%, không pha trộn bất cứ cái gì, thì mấy chị ấy quất cho em là 23 gram yến, làm cho một cái hũ yến nó cứng nhắc như vậy nè nè, đó không nhúc nhích được luôn. Còn lần đầu tiên mấy chị quất cho em lỏng le lỏng lét như vậy nè, đó coi em lỗ lòi con mắt em ra đây đó, coi cả nhà coi lỏng le lỏng lét như thế này, làm cho cái vụ rồi yến đầu tiên của em là em phải cho nhân viên em ăn hết. Còn lại á, là tại vì nó không đúng quy chuẩn, khi mà nó lố cái thời gian chưng yến á, nó đâu còn chất nhiều đâu, cho nên là em chấp nhận em lỗ chứ em không để đưa bán ra ngoài thị trường, là cả nhà biết rồi nè, nó lỏng lẻo lét về là em bỏ.
Còn bây giờ mấy chị ấy là coi như là đúng nhiệt độ, đúng tất cả mọi thứ, nhưng mấy chị ấy là bỏ bị nhiều hơn Yến. Tức là em bị lỗ, 3 gram Yến là một thứ nhất. Thứ hai nữa là mấy chị ấy có nghĩa là bị đặc quá, thì đặc như vậy thì các chị không có đổ ra uống được, mà là phải lấy muỗng múc thôi. Khách hàng thương em, thông cảm giùm em nha, nó đậm đặc chứ nó không phải là nó loãng. Cho nên là cái này là khách hàng lời, chứ em không có lời một cái gì luôn á. Là bởi vì trong này thay vì 20 gram yến trên hộp, trên hũ hộp của em ghi rất rõ 20 gram yến tươi và 100% yến nguyên chất, không pha trộn bất cứ thứ gì, thì mấy chị ấy quất cho em 23 gram yến. Thì bây giờ cái yến nó đậm đặc thì nó nhiều yến hơn là mấy chị là coi như lời, khách hàng lời, chứ em không có lời cái khỉm ốc gì hết trơn á. Tội nghiệp em dễ sợ luôn. Cái lô đầu tiên in ra mấy chục ngàn hũ coi như là dục hết. Rồi bây giờ cái lô thứ hai in ra thì làm ra, sản xuất ra thì nó đậm đặc như thế này. Thì coi như em vừa lỗ yến mà lại còn bị khách hàng cầm len, khách hàng không biết, nói ủa sao yến đợt này sao mà nó đặc kẹo hơn đợt trước. Dạ, hôm nay em làm cái livestream này để em giải thích cho các chị em mình hiểu. Và khi cái dung lượng của em á, thay vì 20 gram là coi như mọi thứ nó cân đối đủ rồi, thì bây giờ là nó quất lên 23 gram yến thì cái độ mùi á, cái mùi thơm á, nó sẽ bị giảm xuống, tại vì nó bị lố quá. Giống như các chị bỏ hai muỗng đường mà bây giờ các chị bỏ nhiều nước quá thì nó lợt đi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà ở đây là nguyên chất nha các chị nha. Trời ơi, em lỗ kinh khủng khiếp, cho nên là cái lô này nè, cái lô yến mà yến đợt này nè, ai mà mua á, là coi như em nói thiệt là lời vô cùng lời luôn, lời 3 gram yến luôn, khổ tâm em hết sức đó. Yến nè, yến đây là yến em bé, rồi có DHA, lysine và canxi nha các chị em. Đó, đậm đặc luôn. Đó là hôm nay lý do tại sao mà em phải làm cái livestream này, để em giải thích cho các khách hàng hiểu, thương em. Rồi nói chung là đợt này cái yến này là các chị lời, chứ em không lời một chút xíu nào hết. Em lỗ lô đầu tiên là in bị lỏng lét nè, cả nhà thấy không, lỏng lét nè. Đây mở cho cả nhà coi, uống luôn cho coi nè, nó lỏng lét à. Em không chấp nhận được, cho nên em không tung ra thị trường là vậy. Thà em chấp nhận em lỗ luôn. Tội nghiệp tôi dễ sợ luôn á, mấy chị đó thiệt á, dặn đi dặn lại rồi cuối cùng cũng vậy. Đây nó lỏng lét như vậy nè mấy chị, thì làm sao mà em dám đưa ra cho khách hàng ăn. Đó, nó lỏng như nước vậy nè. Đó, làm sao, tại vì khi mà cái độ gam nó là như vậy, nhưng mà các chị chỉ còn bấm nhích cái khối lượng mà chân á, cái thời gian chân nó cao lên chút xíu là nó lỏng như thế này, thì làm sao mà em bán cho khách hàng được. Cho nên em đành phải bỏ hết cái lô đó, em chấp nhận em lỗ, em bỏ hết cái lô đó để em in lô mới. Thì khi in lô mới á, mấy cổ quất cho em một cái đã đậm đặc vậy luôn, cứng nhắc luôn, không nhúc nhích đi đâu được hết luôn. 20 gram yến quất lên thành 30 gram yến, muốn xỉu. Có cái nào uống mà quay cả ngày không mệt đâu, có nha Lâm Luỳnh nha. Đó, nó quất cho em đậm đặc như vậy luôn. Cho nên là các chị mua đợt yến em bé này và đợt yến người lớn này là các chị rất lời nha. Là thay vì 20 gram yến thì nhân viên em quất lên cho em tới 23 gram yến lận, em lỗ sặc máu em ra nha. Cho nên là thôi, mà mấy chị, dù sao cũng lỡ rồi, thôi chấp nhận thôi. Xui đến đâu thì mình xử lý đến đó. Đó, bây giờ em ăn cái yến này đó. Cái yến này nè, chân bị quá cái thời gian quy định đó, cho nên là nó không có đủ chất, nó có nghĩa là nó không bảo đảm được cái chất lượng đó, nên em không cho ra tung ra thị trường. Nên em uống luôn, em chấp nhận. Muốn chết luôn vậy. Uống lấy sức nói tiếp. Rồi, các chị nào mà mua yến em bé cho mấy em bé ăn á, cho mấy em bé dùng, thì các chị nhớ giùm em là lysine, DHA và canxi rất là tốt cho em bé, và thậm chí là giúp cho bé kích thích cho bé ăn nữa. Nó rất là tốt nha các bạn. Đây, đó, đợt này em chỉ nói là lần này, duy nhất lần này thôi nha. Chứ còn lần sau mấy chị mua là không có cái được đặc như vậy nữa đâu. Em cam kết luôn, lần sau mấy chị mua là không có cái đặc như vậy nữa. Tại vì đặc như vậy á là em lỗ chết em luôn. Cho nên em không, em nói trước nha, cái lô này là lỡ nhân viên em nó 20 gram yến quất lên 23 gram yến. Cho nên là đợt này mấy chị mua á, trẻ bắt đầu từ 1 tuổi rưỡi 2 tuổi là uống được rồi Kiều Ngọc nha. Cho nên là mấy chị mua đợt này thôi, còn đợt sau là không có đặc như vậy đâu nha. Em nói trước để mất công mấy chị nói là ủa tại sao mà không có được đậm đặc, ghi cái số điện thoại vô quá chừng hỏi kìa.
Rồi cả nhà mình, những ai thương em, yêu thương em, ủng hộ cho Yến xào bủ lông của em thì vui lòng liên hệ 0947994444 hoặc 0933839898 nha. Đây là hai số điện thoại của em. Đây thôi em để vậy đi cho mấy chị nhìn cho dễ. Ủa sao nó ngược vậy? Nè. 09320. Ủa gì vậy? 0933 0944 và 0933839898. Khổ lắm, em để em ghi cái số điện thoại lên đây. Nhớ nha mấy chị, cái đợt này á Yến, ủa Yến gừng đâu? Hết chứ. Hết hàng luôn hả? Trời ơi. Yến, Yến gừng hay là chưa về? Chưa đây, đây về. Yến gừng đây. Lấy đỡ của khách đi. Đây yến gừng có luôn nha, và nó cũng đậm đặc y chang vậy luôn. Đợt này em khổ hết sức khổ, em nói thiệt luôn á. Này nó cứng ngắc cứng ngơ vậy luôn nè đó. Mấy chị dùng á, mấy chị chịu khó lấy cái muỗng múc giùm em nha, tại vì đợt này nhân viên em làm cho em mọi lỗ lòi con mắt em ra luôn rồi. Rồi cả nhà mình vui lòng liên hệ 0947994444 hoặc 0933839898 nha, để được nhân viên của em, nhân viên Yến xào bủ lông của em sẽ tư vấn cho cả nhà mình một cách triệt để luôn kỹ càng hơn đó. Cả nhà thấy em rất là kỹ. Nếu như mà em sản xuất mà cái nào mà không đảm bảo chất lượng em sẵn sàng em bỏ, chứ em không bao giờ mà em để cho khách hàng chịu thiệt thòi hết. Thà em chấp nhận em chịu thiệt thòi đó. Như cả nhà thấy không, thấy rõ không? Đó là cái lô vừa rồi em chân nó bị lỏng như vậy là em bỏ liền. Thà mình lỗ chút xíu nhưng mà nó chất lượng để mất khách hết. Rồi ok, Yến bên em á có Yến thô rồi Yến 500g, Yến 100g, Yến 50g. Yến 50g có hộp nhỏ như thế này và hộp một tổ nữa nha cả nhà. Cả nhà mình có thể mua một hộp, mua một tổ để về mình dùng thử để biết được chất lượng của Yến bên em như thế nào. Yến một tổ của em ở bên trong có táo tàu, có nho phải không, nho với lại một bịch đường. Khi mà cả nhà mua như vậy nè thì cả nhà sẽ hiểu được là cái chất lượng Yến của bên em như thế nào. Còn đây là hộp 50g và bên em có loại Yến là thượng hạng nữa nha cả nhà. Yến thượng hạng, tổ nó đỏ cam như vậy nè, đây là thiên nhiên nha cả nhà, chứ không phải là mình nhuộm màu hay cái gì. Em cam kết 100% luôn, không có hóa chất và không pha trộn bất cứ thứ gì vào trong cái hộp Yến này. Cho nên cả nhà mình cứ dùng Yến xào bủ lông thì cả nhà sẽ biết, các bạn bỏ ra 1 đồng thì các bạn sẽ dùng 1 đồng, chứ không bao giờ có cái chuyện mà pha trộn bất cứ cái gì trong này. Rất là nhiều khách hàng của em sử dụng Yến của Kim Anh á, Yến của bên bủ lông của, cửa hàng của bên Nhật Kim Anh á, là đã biết rồi nha. Tư vấn em thêm một số sản phẩm dành cho da khô và hay bị dưỡng. Trang Thiên ơi, tư vấn về da đó thì chút nữa chị tư vấn nha. Bây giờ chị đang nói về Yến. Yến xào bên em á là cam kết 1000% luôn, là không có hóa chất, không pha trộn bất cứ thứ gì. Nếu có pha trộn đem đến đây em đền 100% luôn. Cả nhà mình vui lòng liên hệ số điện thoại, em có ghi số điện thoại ở trên này, em có ghi nè, hotline nè, 0947994444 hoặc 0933839898 nha. Bản thân Nhật Kim Anh á, Kim Anh ăn Yến, dùng Yến đã mười mấy năm nay rồi, cho nên là cả nhà biết lý do tại sao ở bên ngoài mình sử dụng mỹ phẩm. Đó là những cái mà mình phải cung cấp cho da của mình từ phía ngoài vào, tức là mình tác động á, mình tác động cái dưỡng da ở bên ngoài vào để cho nuôi dưỡng cái làn da của mình. Còn bây giờ mình dùng Yến hay mình ăn Yến, ăn nghệ, ăn đông trùng để làm sao để mà mình bồi bổ vào trong cơ thể của mình nha. Yến thì cả nhà biết rồi, nó duy trì cái sự trẻ trung tươi đẹp và nó giữ cái độ collagen ở bên dưới lớp da của mình, và nó giúp cho hạn chế nổi mụn nè, tàn nhang nè, vết nám, rất là nhiều thứ, chứ nó không phải là nó chỉ có là bồi bổ sức khỏe không, rất là nhiều nha cả nhà. Rồi nó giúp cho cái da của mình đó cải thiện trẻ hóa làn da, và thậm chí là nó bồi bổ cơ thể và nó cung cấp cái acid amin cho mình rất là nhiều.
Riêng phụ nữ mang thai nha, riêng phụ nữ mang thai thì mình sử dụng yến bắt đầu từ tháng thứ tư trở đi sẽ rất tốt cho bà mẹ và trẻ em luôn, cho mẹ và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Thì từ cái giây phút mà các bạn ăn yến đó thì em bé được bồi bổ nè, trí não nè, và bản thân người mẹ cũng giữ được cái nhan sắc sau khi mà sanh em bé ra. Và đặc biệt nữa là các bạn khi mà dùng yến á, các bạn sẽ không sợ bị tăng cân nhé. Kim Anh dùng hoài mà không có sợ đâu. Đây, yến xào Bửu Long của bên nhà Kim Anh nhé. Bửu Long là tên con trai của Kim Anh. Kim Anh lấy tên con trai mình đặt cho yến xào Bửu Long. Chính vì vậy cho nên là mọi người không có sợ là Kim Anh sợ là Kim Anh quảng cáo cho ai nhé. Dạ, cả nhà mình vui lòng liên hệ số điện thoại đi ạ. À. Và các bạn có biết không là yến á, nó còn chậm quá trình lão hóa nữa, cho nên là nó giữ cái sự trẻ trung cho các bạn rất rất là lâu luôn. Và dĩ nhiên khi mình dùng yến hay mình ăn yến hay gì thì mình cũng phải sử dụng ở bên ngoài cơ thể của mình. Ví dụ như mình sử dụng mỹ phẩm, mình giúp cho da của mình đẹp từ bên ngoài vào nữa. Nhớ nha cả nhà, yến bên Nhật Kim Anh á, thì có yến thô nè. Yến thô tức là yến hái từ trên tổ xuống luôn, chứ không có tinh chế nha. Không làm cái bất cứ cái gì, cắt từ trên tổ đem xuống là như vậy luôn. Thì cả nhà biết là nó nguyên chất cỡ nào. Đây là yến thô, rồi yến tinh chế của bên Nhật Kim Anh. Đây, yến đã làm sạch và cam kết luôn không có hóa chất, không dùng thuốc tẩy để mà ngâm cho trắng yến. No, không bao giờ dùng chuyện đó. Cho nên là cả nhà yên tâm. Như cả nhà thấy vừa rồi yến Kim Anh chân á bị lỏng chút xíu thôi là Kim Anh bỏ hết nguyên lô luôn, là cả nhà biết rồi. Đó. Rồi còn ai mà không có đủ khả năng thì mình có thể mua thử một tổ về để mà mình dùng thử nha. Là sẽ biết được chất lượng yến của bên Nhật Kim Anh như thế nào. Cả nhà mình có thể ra ngoài mua, nhưng mà ví dụ như cả nhà không ủng hộ Kim Anh cũng được, nhưng mà cả nhà biết chỗ nào yến mà nguyên chất á, thì cả nhà cứ việc mua chỗ đó để mà mình so sánh. Chứ cả nhà đừng có mua lung tung mà không rõ nguồn gốc á, thì nó pha trộn lung tung ở trong đó rất là uổng. Mình vừa tốn tiền mà mình lại ăn không đúng chất lượng nữa. Rồi, ok. Và hơn nữa bên Kim Anh có đông trùng nha, đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo của bên Kim Anh có rất là nhiều loại hộp 10g, 5g và 15g, 30g nha. Thì đông trùng thì cả nhà biết rồi. Cái công dụng của nó rất là good luôn. Yến một tổ, Đỗ Nguyên ơi, gọi điện thoại giùm chị nha, Đỗ Nguyên. Nó tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mình rất là cao, là cái đông trùng này nè, chống lại tác dụng xấu của tân dược đối với thận. Tức là cả nhà mình ví dụ như có những người á, người ta sử dụng thuốc thường xuyên. Đó, thì những cái thuốc tây á nó động ở trong cái thận của mình nó không tốt. Thì cái này nó giúp cho giống như là giống như nó cải thiện lại cho cái thận của mình rất là tốt nè, chống lại hiện tượng thiếu máu cơ tim nè. Nó nhiều cái công dụng quá nên Kim Anh không nhớ, mình phải đọc mới nhớ đây nè. Làm huyết áp ở người cao tuổi nè, làm hạ huyết áp ở người cao tuổi luôn nha. Cả nhà mình về có thể nấu chân với hầm với gà, hoặc nấu cháo, hoặc là hãm nước để uống. Nhưng mà dĩ nhiên các bạn phải ăn luôn cái sợi nha, chứ đừng bỏ uổng lắm nha. Làm chậm quá trình lão hóa cho cơ thể nè, thấy không? Tức là làm đẹp luôn. Rồi, tăng cường tác dụng an thần, trấn tĩnh thần kinh của mình nữa nè. Rồi, chống sơ vữa động mạch, tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Đó, rất là nhiều. Trời ơi, Kim Anh nói thiệt đó là đây nè, Kim Anh đọc trên đây cả ngàn cái công dụng chứ không phải là ít. Đông trùng hạ thảo này bên Nhật Kim Anh là độc quyền phân phối nha cả nhà nhé. Đây, cái rất là quan trọng của đông trùng hạ thảo là gì cả nhà biết không? Nó ngăn ngừa mầm móng ung thư rất tốt ha. Và cường dương, chống liệt dương luôn. Dễ sợ không? Cái này mới là cái dễ sợ đó. Ha, cường dương, chống liệt dương luôn. Đó, cả nhà có thể ngâm rượu nè, hầm với các loại thịt nè, nấu cháo nè, hoặc là chưng với tổ yến. Kim Anh cũng thường chưng với tổ yến, nhưng mà đợt vừa rồi Kim Anh chưng với lại đông trùng tươi và đông trùng này đó, ngâm với mật ong cũng tốt. Các bạn làm pha ra cái ly trà đó ép uống rất rất là tốt luôn. Rồi đây nhiều quá, Kim Anh đọc không có hết luôn á. Đó nè, ví dụ như là tăng cường dịch tiết ở trong túi quản và túi đờm, thấy không?
nó rất là nhiều cái công dụng, chứ nó không phải là một hai công dụng, nhưng mà cái công dụng rất là quan trọng đó là ngăn ngừa ung thư rất tốt nha cả nhà. Cả nhà mình liên hệ số điện thoại 0947994444 hoặc 0933839898. Một hộp như thế này rất là đẹp đó cả nhà, thấy không? Cả nhà mua để mà mình tặng, mình biếu cũng rất là sang trọng ha. Rồi về nghệ thì thôi khỏi nói rồi ha, nghệ thì ở tất cả các đại lý, các cộng tác viên của Nhật Kim Anh đều có hết, cả nhà mình liên hệ nhé. Đây nghệ của bên Nhật Kim Anh, bữa trước Kim Anh có nói rồi đó, vừa ăn vừa đắp mặt ha. Đó lần nào ra đây cũng quất cho một đống. Ở như hôm nay Kim Anh like cái livestream này á là để chia sẻ về cái vấn đề là yến của bên Nhật Kim Anh á, là cái lô đầu tiên, lý do tại sao khách hàng chờ lâu là bởi vì cái lô đầu tiên chân á, nó bị quá cái thời gian quy định, nó bị lỏng cho nên Kim Anh bỏ hết và Kim Anh phải làm lại từ đầu, Kim Anh phải chân lại từ đầu. Mà chân lần thứ hai á thì nó thay vì 20 gram yến thì nhân viên của Kim Anh lại bỏ là 22 gram yến, nó bị nhiều quá thì nó bị đặt lại. Nó nên đợt này Kim Anh lại lỗ sạc máu cam, cái đội khổ ghê á. Cả nhà mình thương em á, cái lô này là nó đặt thôi nha, chứ còn lô sau là không có như vậy đâu nha. Cho nên là cả nhà mình thương em, ủng hộ cho em cảm ơn, nhưng mà lần sau đừng đòi đặt như vậy là em không có đâu, em lỗ em chết luôn á. Tại vì yến em để là 100% chứ em đâu có phải là em pha tuyết yến hay là em pha mũ chôm, em pha này kia nọ vô để mà lời, đâu có lời chút nhưng mà nó chất lượng. Mà mọi người ủng hộ em hoài, mọi người dùng yến của em là mọi người sẽ tự hiểu được là yến của em với yến ở ngoài nó khác nhau như thế nào, chứ nói miệng ai cũng nói được hết trơn á nha cả nhà nha. Em chỉ nói sơ dị lược vậy thôi, còn những ai đang có em bé đó thì chuẩn bị sanh em bé thì cái này là tuyệt vời nhất, đó là nghệ nè. Cái này là tinh nghệ núi mật ong rừng nha, 40 ký nghệ tươi mới ép ra được 1 ký tinh này thôi. Cho nên là cả nhà mình đừng có so sánh nghệ của em với lại nghệ ở ngoài, nó khác xa vời nhau lắm, nó khác xa xa nhau lắm ha. Chứ không phải là mấy cái nghệ ở nghệ nào đó em không biết nha. Rồi cho nên là đây là nghệ núi mật ong rừng. Cả nhà có coi cái livestream của em thì cả nhà sẽ biết được là mật ong của bên em phải đi săn, chứ không phải là đi ra ngoài chợ mình mua về là có. Nghệ cũng là nghệ núi chứ không phải là mình đi ra ngoài chợ mình mua về kẹo củ nghệ bừng chà bá. Nghệ bên em nó chỉ có chút xíu nhỏ nhỏ bằng ngón tay vậy thôi đó. 40 ký nghệ tươi mới được 1 ký tinh này, và tụi em cũng không sử dụng máy để mà viên nữa, mà tụi em phải cho nhân viên ngồi viên vò bằng tay. Tại vì cái mật ong rừng á, nếu như muốn giữ được cái chất lượng của nó, muốn giữ được cái nguyên chất của nó thì bên em phải là viên bằng tay thì mới giữ được cái chất lượng của cái mật ong rừng. Còn á, khi mà tụi em mua cái máy về á, tụi em đỡ tốn tiền nhân công kinh khủng khiếp, nhưng mà khi mua cái máy về rồi á, tụi em phải bỏ mật vào và nó nóng lên, nó làm hư đi cái nó làm không còn cái đủ chất lượng để mà giúp cải thiện bao tử hay giúp cải thiện nám nấm đồ nữa. Mà hơn nữa, khi mà cả nhà biết không, những ai mà viên bằng máy họ còn phải sử dụng bột gạo nè, bột mì để kết dính lại với nghệ nữa, chứ không phải là bỏ vô cái là nghệ nó viên thành vậy đâu. Không có nha, không đơn giản một chút nào. Lý do tại sao mà nghệ của bên em nó mắc hơn ở bên ngoài gấp mấy lần là như vậy. Cho nên á là những ai mà đã dùng nghệ của em rồi, em nói thiệt nha, em rất là cảm ơn luôn. Rất là nhiều khách hàng của Kim Anh á mua trái cây, mua này kia nọ gửi lên cho Kim Anh nói là cảm ơn, bởi vì đã cải thiện được cái bao tử rất là không ngờ luôn. Tại vì có những khách hàng của bên Nhật Kim Anh nè, họ đã phải từng đi giống như đi nội soi á, đi soi ống rồi phải uống thuốc bao tử, uống đủ kiểu hết mà không hết. Mà cuối cùng dùng 3 tháng trời dùng cái viên nghệ này của bên Nhật Kim Anh mà sạch sẽ. Từ đó ha, gửi đồ, gửi khô, gửi đủ thứ lên cho Kim Anh, nói cảm ơn Nhật Kim Anh. Nó nói thiệt sự là khách hàng người ta ủng hộ mình, chứ mình có làm cái gì đâu mà cảm ơn. Chỉ là Kim Anh làm những cái gì đó mà Kim Anh cảm thấy rằng là nó đúng với cái lương tâm của mình thôi. Thì đây là nghệ của bên Nhật Kim Anh nhé. Các chị em mình có thể liên hệ 0947994444 hoặc 0933839898 nha, để được nhân viên của bên em tư vấn nó sẽ chu đáo hơn cho cả nhà. Còn em ở trên livestream này em nói trả lời mỗi người, cho nên là em không có thể nào mà nói hết được. Thì hy vọng là đợt này các chị em mình
Em chào chị đẹp, Nghệ ăn là tuyệt vời, ăn như ăn bánh đậu xanh. Đúng rồi á Khánh Hà, ăn rất là ngon chứ không có bị khó ăn. Và hơn nữa các chị em mình mới sanh em bé không nên dùng nghệ tươi xong rồi xay nhuyễn ra pha với mật ong uống nha. Nóng vô cùng, không những nóng cho bà mẹ mà nóng cho cả em bé nếu mà các bạn cho con bú. Ở đây á, là tụi em đã chắc lọc lại là tụi em ép 40 cái nghệ tươi, còn có 1 ký tinh thôi, cho nên cái nghệ tươi á, cái xác nghệ á, nó rất nóng. Tụi em đã bỏ rồi và lọc đi cái dầu nóng của cái nghệ. Ở đây còn lại đó là cái tinh chất của nghệ mà thôi. Chính vì vậy cho nên chị em mình ăn cái này không bị nóng nha các chị em. Đừng nghĩ rằng là nó sẽ nóng nha, và hoàn toàn không lên ký. Nhớ. Rồi, Lý Thiên ơi, vui lòng liên hệ số điện thoại giùm Kim Anh ạ. Kim Anh có ghi số điện thoại trên đây 0947994444 hoặc 0933839898. Cả nhà mình cũng có thể liên hệ với các đại lý, các cộng tác viên. Những nơi nào mà gần chỗ của các bạn đó, các bạn có thể liên hệ với họ để mà mình mua những cái sản phẩm của Nhật Kim Anh gần nhất nha. Thì mình đỡ bị chi phí ship. Cảm ơn cả nhà mình nhiều ạ. Rồi hôm nay thì em muốn nói những cái mà em nói thiệt là em rất là áy náy trong lòng. Đó là thứ nhất là để cho khách hàng đợi lâu, bởi vì cái yến của em nó có sự cố, đó là chân nó bị sai nguyên cách và em đã bỏ hết nguyên cái lô đó cho nhân viên ăn, và bản thân em cũng mới dùng cho cả nhà coi. Và hơn nữa là Đức Ngọc, nghệ viên bên Nhật Kim Anh sử dụng rất tốt, chất lượng. Dạ em cảm ơn Đức Ngọc ạ. Cho nên là lần thứ hai, có nghĩa là năm nay em xui quá nhiều thứ, nào là trộm, nào là bị lừa gạt tiền bạc, rồi nào là bị nói chung là bị xém, bị đụng xe nữa, rồi đủ thứ chuyện trên đời này. Rồi ngày hôm nay đây nè cả nhà biết không, mấy cả tuần nay em rất là mệt mỏi về cái vấn đề là chân yến, chân cái lô yến đầu tiên bị sai quy cách, em phải bỏ tại vì nó không đủ chất lượng nên em không bán ra ngoài. Em không thể nào kêu khách hàng à thôi thông cảm cho em, không có. Như cái lô yến này nè, chân thay vì 20g yến mà nó chân lên thành 23g yến, em lỗ. Nhưng em vẫn có thể, cái này là khách hàng người ta lời thì em chấp nhận được. Cho nên là em làm cái livestream này để mong rằng khách hàng thương em mà hiểu cho em. Đó. Rồi cả nhà mình liên hệ đến số điện thoại 0947994444 0933839898 nha, để tư vấn một cách nhanh và cũng như là chu đáo hơn với cả nhà. Nói chung năm nay em xui đủ thứ hết cả nhà. Đó, cho nên là cả nhà mình ủng hộ cho em nhé. Yến nè, bên em có yến nè, có đông trùng hạ thảo nè, rồi có yến khô, yến tươi, yến thô, yến tinh chế, yến thượng hạng. Rồi bào ngư bên em cũng có, bào ngư của Úc nha cả nhà, bào ngư của Úc. Rồi vi cá cũng có luôn, cả nhà mua về tẩm bổ nha. Vi cá, bào ngư đều có hết. Rồi em cảm ơn cả nhà mình nhiều, hy vọng là cả nhà mình sẽ coi cái livestream này và hiểu cho em nhé, chứ không phải là em nói là tại sao mà nó bị như thế. Cho nên là cả nhà mình coi và ủng hộ cho em nha. Em cảm ơn cả nhà mình nhiều ạ. Chúc cả nhà mình buổi chiều mát mẻ, tươi vui nha. Bye bye.